Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bekudai. Và trong video ngày hôm nay tụi mình sẽ vượt qua những thử thách siêu khó bằng cách là tạo ra nhiều bản thân hơn, nhân bản ra 1.000 B Quy Thành, 1.000 ốc ngu ngốc đấy. 1.000 ốc ngu ngốc đấy, làm sao thì mình có thể nhân bản mình ra để mình vượt thử thách các ốc ạ. Ok, và các bạn trước khi vào video nhớ nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nhé. Đúng rồi, để xem thử B Quy Thành tạo ra một B Quy Thành khác để có thể vượt qua thử thách thì trông như thế nào. Vào video luôn đi thôi. Umbala, và xin giới thiệu các bạn, đây là phiên bản B Quy Thành like ốc ngu ngốc. Thôi đi, em không thèm like nữa, em buồn, em là ốc xinh gái. Trông hơi biến thái các bạn ạ. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ phải vượt qua thử thách. Ví dụ nhảy này không được đâu. Đấy, ngã sấp mặt luôn. Thế á, bây giờ phải làm sao? Bây giờ mình sẽ tạo ra bản thân mình ấy, một B Quy Thành. Rồi bây giờ làm sao nhỉ? Khó nha các bạn. Anh nhảy được này. Nhảy qua này thôi. Ôi giời, cần gì để nhân bản mình chỗ đấy. Rồi các bạn, đây này, chỗ này mình cần phải tạo ra nhiều mình hơn. 1 B Quy Thành nè, 2 B Quy Thành nè. Lên chưa? Lên được luôn rồi ốc ơi. Ủa, leo lên là được mà. Đó, em đừng leo lên, em phải nhân bản. Ủa, nhân bản làm gì? Anh nhân bản ở đấy để làm gì nhỉ? Đúng rồi. Leo lên thẳng là được các bạn ạ. Ôi giời ơi, chỗ này cứ gọi là rụng sung các bạn ạ. Chỗ này hay bị rụng quá. À, chỗ này chắc là mới chỉ gọi là hướng dẫn chơi thôi các bạn. Đúng rồi, à, mới chỉ hướng dẫn thôi, rất là basic thôi. Chứ chưa cần phải tạo ra. Đây này, đoạn này là chúng ta sẽ dùng phím E để tạo ra một con nhân bản của Bí Quy Thành. Và sau đó ấn nút R để có thể reset. Đó, nhảy okay, lên. Ok, chúng ta lên. Sẽ tạo ra một đứa ốc nữa. Đấy. Ok, nhảy được lên rồi ốc ơi. Em vẫn chưa nhảy được lên này, em cùi thế. Ơi, này, em nhân bản ra hai đứa ốc là em nhảy được luôn. Ủa, dãy đừng đạch luôn ốc ạ. Anh nghĩ là... Chúng ta sẽ tạo ra một đứa. Nhưng mà không đẩy nó xuống được à? Em nhảy một phát xong em tạo ra nó ốc ạ. Nhảy lên một đoạn xong tạo ra nó. Đấy, em nhảy gần rơi xuống thì em ấn R phát thì nó thả ra một con mà. Rồi, ok, thì bản thân em sẽ tự được đẩy ngược lại mà, hiểu chưa? À, ok, chỗ này cũng thế hả? Rồi, đúng rồi, đó. Tạo ra một B Quy Thành đang giơ tay nè, thấy không? Đấy, mình sẽ nhảy qua đầu B Quy Thành như này, sau đó nhảy sang bên này. Đấy, nhảy như này, đó. Ghê. Khó thế. Khó đấy, không đơn giản đâu. Cái này phải hơi thấp, đúng rồi. Như này là được. Ok, B Quy Thành tạo ra đúng rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi. Anh tạo ra đúng rồi, anh nhảy bị chết các bạn ạ. Ngu phết thật. Ok, nhảy phải đúng tầm, rơi đúng tầm. Ok. Yes. Anh chơi quá hay các bạn ơi. Mình bị nảy. Nhưng mà em đẩy nhảy cái con kia đấy gần được, nhảy qua được rồi. Nhảy sang là sang rồi. Ôi giời ơi, ốc kém thật các bạn ạ. Khó quá. Nhảy thật sự là cẩn thận các bạn ạ. Ôi giời ơi. Đấy, nhân bản B Quy Thành. Úi giời. Đó. Nhảy lên đầu B Quy Thành, nhảy lên đầu B Quy Thành, nhảy lên đầu B Quy Thành. Đấy, một đống B Quy Thành luôn. Yes. Rồi. Ốc chả biết chơi các bạn ạ. Ốc cùi quá đấy. Rồi, B Quy Thành gọi là nhảy căn từng tí là qua luôn. Úi giời. Trời hay thật các bạn ạ. Ôi giời ơi, người ta gọi là đến chỗ này rồi mà ốc vẫn còn đang loay hoay ở chỗ kia. Ốc nhảy dễ mà, đấy em toàn thả sâu quá thôi, ốc toàn bị sâu quá các bạn. 2000 years later. Rồi các bạn ơi, ốc quá gà, ốc có thể qua chỗ kia thôi. Chó sau đây làm đội cổ vũ cho bên cái thằng. Nhảy đâu hết cả tay, xứng hết cả tay nhìn rồi. Nhìn này, nhảy lên thế này một cái, cho nhảy. Chết. Đấy, xong chết rồi. Chết thì làm lại, đó, mình nhảy này, đấy, căng lên. Ok, nhảy sang đầu. Ok các bạn ơi, mình nghĩ là mình phải thêm một B Quy Thành nữa. Khó. Khó với ai, cũng khó với ốc thôi. Cái game này dễ ở đây. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Rồi các bạn ơi, anh nghĩ là một cách mới. Chúng ta thể nhảy như thế này. Hy vọng là được. Anh cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ anh chưa thử các bạn ạ. Ua. Một. Có vẻ tiềm năng hai. Ấy. Ua. 3. Thông minh chưa? Thông minh chưa? Cho bên này một chàng pháo tay ngay. Vỗ tay, vỗ tay. Không cho vào như này. Phải như này thôi các bạn ạ. Anh không bán được vào. Ai biết.
À đâu rồi. Ui giời, nhảy sang kia nhá, nhảy sang. Xong rồi thả một con cờ lôn ra. Ui khó, đoạn này khó này các bạn này. Quá khó. Khó lắm, mình đã phải bỏ cuộc bởi vì mình bị đau tay. Chúng ta chỉ có 4 cờ lôn thôi. Nào cố lên các bạn. 1. Ừ. Thả mình nhảy thẳng này cho nó nhanh các bạn ạ. Ờ, có thể thế. Ừ, có khi đến được ấy. Tối rồi thôi. Khó thật. Ờ các bạn ơi, mình thử skip cái này được không? Tao skip qua cái này đi các bạn. 20 Robux anh quá mệt rồi các bạn. Ok. Chúng ta đến với cái khác. Đó các bạn, fan nhảy đây không bao giờ qua được luôn. Mình đỡ mất thời gian các bạn ạ. Mình qua bên này mình chơi luôn hiểu không? Đấy. Không sao, khó quá đã có các bạn lo. Ôi trời ơi. Hình như qua rồi. Ờ qua nhưng mà nó lại rơi xuống thì chết vẫn chết. Ủa? Phải đặt luôn một đứa cờ lon vào đấy. Thôi phải skip tiếp được các bạn ạ. Mình chết mình không làm gì được đấy, mình cứ chết như thế thôi à. Rồi vâng, mình qua hai màn mà chẳng cần phải làm gì. Thực ra là mình cũng remember timing is everything. Hãy nhớ thời gian là mọi thứ à? Ok. Thời gian là mọi thứ. What? Em thấy đi vòng hợp lý hơn đấy Thành. Ừ, ốc nói cũng đúng. Tự tử đấy, tự tử. Cào thế? Cào quá các bạn ạ, mình sai rồi. Nhá, tự tử. Đấy, cực khó các bạn ạ. Rồi. Mượt chưa? Ý giời, mượt cái gì? Tao lao quá ít rồi. Không tập trung một cái là đi luôn đấy các bạn ạ. Lên đây không còn fan hâm mộ luôn. Fan hâm mộ bỏ cuộc hết rồi. Rồi okay. Có một cái cây ở đây thì sao? Thắng rồi à? Chưa, còn trên cái kìa. Thế đi lên kìa. Ôi ôi, lên cái cây các bạn ạ. Để xem chết có vẻ cái cây không? Ơ? Game ảo thật đấy các bạn ạ. Bây giờ chết mình không thể vượt qua được nè. Chết là mình spawn ở cái chỗ điểm kia, mình lại phải mất Robux các bạn ạ. Game đấy giờ mất được 60 Robux rồi. Game này chơi để hút máu à. Game không cần kỹ năng các bạn ạ. Kỹ năng không thể chiến thắng được game này đâu. Đúng rồi. Nó quá khó đi. Rồi các bạn ơi. Sau một hồi skip liên tụi thì mình cũng không biết là mình đi tới đâu. À mình đi từ cái cây này, mình đi lên trên đây. Nhưng mà mình vẫn bị rơi vào cái này, mình chết. Rồi. Mình không hiểu vì sao luôn. Xong bây giờ mình đi qua đây. Cái này thì, cái này cực khó này. Ui. Xong. Đừng spawn linh tinh nữa. Đây, nó phải spawn như thế này thì mình còn chơi được chứ. Game lửa thật. Game cho mình chơi một cách rất là cay cú. Các bạn đã mất bao nhiêu Robux cũng chả được cái gì. Nhìn chóng mặt quá các bạn ơi. Khó. Nhìn mình không hiểu một cái gì luôn ý. Ôi trời ơi. Game cay lắm rồi. Skip tiếp đi. Chỉ có một cách duy nhất là rồi, mình nhảy thật nhanh lên đấy, xong rồi mình tạo ra một người ở đấy, xong mình phải nhảy nhanh luôn lên người đấy. Đấy là lý thuyết này các bạn ạ. Lý thuyết rất xa rời thực tế. Thực tế quá khó. Thực tế ơi. Thực tế ơi. Tầm giờ là không biết phải như thế nào rồi. Đây mình đang ngáo rồi, thực tế ơi đó. Thực tế ơi, cái gì mà thực tế ơi. Ok đấy. Ok. Có bạn nào buồn ngủ chưa? Mình buồn ngủ quá. Phan mộ vẫn đứng. Chờ Phan đợi đứng trong vô vọng. Thôi được rồi các bạn ơi, mình quyết định phải mất 20 Robux nữa các bạn ạ. Cái game này. Ok các bạn. Đây, chỗ này thì chơi được này. Cái gì ấy, vừa nhảy vào chết là lửa. Cũng khó nha. Ừ. Nhảy cao hẳn lên đi. Đây. Ôi không kịp bấm luôn mà các bạn. Mình phải căn được. Ông yên tâm đi, anh làm được. Ông tin anh không? Hơi tin rồi. Ông phải tin anh.
Ôi giời, nhảy sớm quá. Sớm một quá. Tí nữa thôi là được rồi. Ờ, đấy, có cơ hội rồi các bạn ơi. Ok chưa? Tập trung, tập trung. Anh không nói gì ra, anh tập trung nhé các bạn. Rồi đấy các bạn rồi ơi. Rồi đấy, rồi đấy. Giờ cần. Ôi mày nhá. Yes. Bê có thể tỉnh táo các bạn. Ôi bê. Bạn kia vui quá kìa. Bạn kia vui quá kìa các bạn. Em vời quá xa là vui. Ôi gì vậy? Bruh. Bị ấn anh dập mặt luôn rồi. Khó, ôi dạ, khó đây, khó đây. Thì ơi. Chết nhân răng thế. Nó ném cho một phát chết luôn các bạn. Em bảo đi vòng đi. Đi vòng đi. Ôi, đi vòng đi. Đi vòng kiểu gì? Đấy, đi vòng sang cái phía kia kìa. Phía thằng kia kìa. Ờ, cũng là một ý tưởng. Đúng. Đấy. Ờ, hay. Người ta không cần phải game này PC chơi mới dễ. Đây 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 đây. Một cái nữa, một cái nữa. Ok. Rồi. Cô... ý tưởng của ốc hợp lý đấy các bạn ạ. Gì vậy bạn? Cẩn thận nha, đội lên đầu nha, đừng ấy. Yes. Rồi, chết rồi, chết ở đây được. Chết đây cũng được. Rồi sao giờ sao? À rồi ok. Ok. Mình lại đi như vòng như vậy thôi. À mình đừng nhảy các bạn ạ. Ôi đi nhanh, đi quá đà, đi quá đà. Ông yên tâm đi. Rốt môn cắt đi. Nào đó. Đây rồi. Đây rồi anh em. Đây rồi. Oh! Oh! Ok. Rep em đi. Em cho anh 20k like. Ồ, oh, à rồi ok, hiểu 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 cách chơi luôn, hiểu cách chơi luôn. Oh, quá đà. Quá hơi quá các bạn ạ. Anh hiểu cách rồi. Ok gì vậy? Nào đừng vướng chân anh. Mọi người đứng vướng đấy các bạn ạ. Six and a half hours later. 1 Qua. Rồi các bạn ơi, chỉ cần một lần này thôi. Rồi, ông ơi, qua rồi. Mỗi lần qua là có sữa cả gì đấy các bạn. Các bạn biết mỗi lần chơi là... các bạn thử tải trò này chơi về đi. Anh sẽ để link ở dưới phần mô tả để các bạn chơi. Các bạn thấy độ khó của nó như nào? Khó thật, mình cũng thấy nó khó ghê. Nó nhảy lên. Mình không biết nhảy cái này. Nhảy sang ngang đó. Nhảy sang ngang. Nhảy lên. Kìa, Phan Hâm Mộ đứng ở trên rồi. Ôi, Phan ơi, cứu anh. Bruh. Oh, ok, hiểu cách để có thể di chuyển được lên rồi các bạn. Tạm, theo tư duy của mình là đúng. Phan Hâm Mộ theo dõi cực kỳ là cực tập kỳ trung. Tập trung vì bên Quân Thành chơi cực kỳ hay đấy. Ôi! Qua rồi. Nhưng vẫn qua rồi, vẫn nổ hoa. Đúng rồi, qua rồi. Hát cọt thế nhè. Thôi cái này thì dễ hơn rồi. Cái này ok rồi, cái này dễ thở hơn các bạn ạ. Ôi trời ơi. Ơ, phải hai con. Ừ, phải hai con, một con không tới các bạn ạ. Sao? Bruh. Gì vậy?
gọi là nằm nhảy vào đấy được rồi á, còn không làm gì được các bạn ạ. Ôi trời ơi. A few inches later. Không qua được đâu, hãy mua đi, hãy mua đi. Nhảy không tới là sao? Không biết. Thôi các bạn, mình skip để tiếp nhá. Ai dài ai, bạn ơi, game khó thật. Rồi, đây đi kiểu gì? Hả? What the hell? Rồi các bạn ơi, mình mặc dù mình skip nhưng cái đoạn này mình còn chưa biết phải đi kiểu gì luôn ạ. Ô. Không, đi ra ngoài, spam một con à, nhưng mà vẫn không nhảy đi được. Đi sao được, chỉ không nhảy được ấy. Cái chỉ có thể chạy qua thôi chứ. Còn đứng sát sát này. Đứng sát bên này đi. Ồ, gần được. Thấy không? À, nó có cách như một đoạn cực kỳ bé và chắc chắn anh sẽ bị chạm vào thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì mình phải căn làm sao để mình không chạm được vào đấy các bạn ạ. Nhảy ra ngoài thôi nào. Rồi các bạn ơi, mình thật sự là cho mình qua hai cái là mình skip luôn nha các bạn ơi. Bắt đi từ hai lần. Rồi đứng đây đợi anh hả? Rồi skip. Ấn vào cái box hả? Rồi sao? À, qua bên này hả? Ôi. Ôi giời ơi. Một gọi là một biển. Box này để làm gì? Không, nó là cái màn có cái hộp thôi. Rồi. Để cái box ở kia để có cái tác dụng gì chứ. Úi giời, cái này nó đẩy mình không phải đứng lên được cơ các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, mình quyết định là mình nhảy lên trên cái cây này. Mình nhìn cuộc đời này với sự quá mệt mỏi rồi. Đích ở trên kia kìa các bạn kìa. Nhưng mà thực ra chúng ta còn tới tận chỗ này. Chúng ta phải đặt cái này vào. Rồi chúng ta nhảy lên đây. Căn làm sao để đúng mà có thể nhảy được qua bên kia, hay mình nhảy đi vòng nhỉ ông nhỉ? Phương pháp đi vòng của mình thì mình cảm thấy nó đỡ mệt mỏi hơn đấy các bạn ạ. Đôi khi khó quá thì mình bỏ qua. Ủa ơi, đây rồi, đây rồi. Yeah. 1 2 Bây giờ cứ qua màn nào là phải. Quá hay. Rách mồm mà nhưng vẫn phải khen. Ôi rồi. Thế này chưa kiểu gì không? Nhảy thôi. Nhảy lên đầu nó. Ơ nhỉ, chạm không nhỉ? Đây là. Đứng vào đấy phát nhả luôn một con. Ừ. Nhảy chéo. Sao phải? Ừ, không được, anh nghĩ không được. Đi kiểu gì nhỉ? Mọi người rời đi hết rồi. Đây mọi rồi. Người đã bỏ cuộc rồi. Tất nhiên rồi, không ai có thể chịu đựng cái nỗi đau này nhiều như anh Bưu Thành đâu. Nhảy lên được các bạn, thôi mình skip qua cái này nhá. Ừ. Các bạn ơi, mình sẽ cố gắng chơi thắng game này, nhưng cái nào không qua được mình sẽ skip tầm giờ là mình quá mệt mỏi rồi. Cái này các bạn phải chơi các bạn mới biết được. Rồi, bây giờ là sao? R để nếu bạn gì ra. Tức là nếu như mà mình làm nó lung tung rồi thì mình ấn R mình sẽ chỉ okay. Bảo mình thế thôi. Ok, bây giờ là anh hiểu cách chơi cái này, chúng ta sẽ đến đây và đẩy cái này sang bên này. Đừng. Ôi trời ơi. Đừng, phải đẩy làm sao nó kia được trên kia cơ. Rồi. Rồi, quả này cũng gọi là hơi.
Ui. Hai thằng 3-4 ở hơi gần nhau. Thằng kia nó chưa nổ, nó chưa nổ, nó chưa nổ. Đấy. Quá rồi, tôi đã qua một màn nữa rồi. Bây giờ là mình sẽ phải đẩy cái kia trôi ra đây. Đẩy cái nào? Cái hòm này, cái thùng này. Ừ. Trôi ra đâu? Ui rồi, khó thế. Trôi ra đâu? Trôi ra đây này. Để làm gì? Để nó gần hơn với bên kia. Thử 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 4 thằng xem đủ không nhá. Ừ, thử 4 thằng cái nào? Ừ, thử 4 thằng các bạn. Ui, 4 thằng nhảy được mà. Không được. 1 này, 2 này, 3 này. Thiếu đúng cái thùng đấy thôi các bạn ạ. Đây nó ghi cái gì? Tiếp, có thể nhiều hơn 4. Nhiều hơn 4 thằng. Thế à? Ừ. Được nhiều hơn 4 thằng. Đúng rồi, được nhiều hơn 4 thằng. Yeah, nhảy bình tĩnh thôi. Thế à, từ nãy giờ mình cứ làm cái gì ở đây á? Đồ ăn hại. Cái màn này khó quá thì mình bỏ qua luôn. Nhìn không thấy có cơ hội. Đúng rồi, có cơ hội là mình chơi ngay. Cái này ông thấy có cơ hội không? Có cơ hội, đứng ở đúng cái cây là được. Ôi giời, cái gì vậy? Bạn có thể đi thông qua tường. Nhưng mà cái hộp thì không. Ủa, để trên này hả? Ừ. Mình... Không cần cái hộp đâu. Không cần à? Chắc không ốc. Không chắc thì mình skip. Nhìn, lên. Ơ, chết rồi. Ồ. Cái này là phải chơi lại từ đầu à? Ừ, nó vẫn trong một màn mà. Cái này không khó nhưng mất thời gian của mình thôi các bạn ạ. Anh nghĩ sẽ... Không cần cái hộp nữa. Ngay trên này thôi. Úi dồi. Cứ mỗi lần một phát về thế này thì sao mà chơi. Tốn quá nhiều thời gian luôn đấy các bạn ạ. Chứ không phải là bình thường. Úi dồi. Không, 1, 2, 3, 4. Vẫn phải cái thùng các bạn ạ. Không có cái thùng là mình tính toán là khoảng cách là không đủ. Nhảy luôn đây. Ừ nhỉ. Nhảy luôn đây làm gì, cứ đi đấy là nhảy. Ý là nhảy từ đứng trên cái cột kia, nhảy chết qua, đừng nhảy thẳng đứng nó dễ hơn. 4 con thì làm sao mà lên được. Thôi mình lại skip này. Skip đến đích luôn đi. Mình cái bàn làm mất thời gian, mình chơi mất lâu ở đây. Đây, chỗ bàn này mình chơi được. Tao không nghĩ thế. Đây nha, mình đẩy nhẹ cái này, tự trôi này. Không động nha. Không động nha. Thế thì em sao mà đẩy được đúng không các bạn? Game rất ảo luôn. Đấy, mình chạm nha, mình chỉ chạm. Đây, quả này thì nó dừng. Skip rồi các bạn. Các bạn thì biết sao mà chơi được. Thắng rồi. Đúng không? Mình đi vào đây. Ủa? Trên này mới là thắng các bạn ạ. Còn chưa thắng cơ. Ủa thế cho mình cái này để vào đây à? Ủa cái này để kiểu gì? Ủa đẩy bằng niềm tin à? Đúng đấy, đẩy bằng niềm tin đúng rồi đấy. Đẩy bằng niềm tin rồi. Đúng rồi, đẩy bằng niềm tin đấy các bạn ạ. Các bạn thôi mình skip nhé. Rồi các bạn ơi, mình hoàn thành trong tựa game ngày hôm nay bằng cách là skip rất nhiều lần. Rồi các bạn ơi, congratulations, chúc mừng Bê Bê Thành, chúc mừng anh đã tiêu tốn khoảng cỡ đâu đấy khoảng 500 Robux cho lần chơi này. Vâng, thực ra anh chơi mất 12 tiếng rồi các bạn ạ. Đúng rất rồi. Là mệt mỏi luôn các bạn, và các bạn có thể chơi thử trò này. Mình sẽ để tên game trên màn hình nha, đây cho các bạn xem tên game luôn. Đây nó là clone jump các bạn ơi, đây này clone jump này, đây tên đây này.
sáng tạo bởi Broken Vector. Các bạn thể chơi Clone Jam được sáng tạo bởi Broken Vector. Ngáo mơ này nhá. Mệt quá các bạn luôn. Và các bạn vào thì chơi thử xem mới hiểu được cảm giác của anh. Còn xin chào và hẹn gặp lại bạn nhiều sau.